VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào quý vị và các bạn. Mới đây một vị đại gia chịu chơi đã ảm nguyên một dàn karaoke có mức giá tương đương với 4 cây vàng. Vâng, quả là một con số quá khủng khiếp đúng không quý vị? Nghe đến đây thì chắc chắn ai cũng thắc mắc rằng là không biết dàn karaoke này bao gồm những thiết bị nào mà có mức giá khủng đến như vậy. Và với mức giá đấy thì sẽ cho ra âm thanh tuyệt đến cỡ nào. Vâng, không để quý vị đợi lâu nữa, hãy cùng VDA đi tìm câu trả lời nhé. Dàn karaoke mà chúng tôi nhắc đến là một trong những dàn karaoke chuyên nghiệp nhất, cho ra chất âm cực đỉnh bởi nó phối hợp từ nhiều thiết bị cao cấp nhất tại VDA. Cụ thể là một đầu karaoke Kara M10 4TB. Đây là chiếc đầu sử dụng công nghệ mới nhất với cấu hình khủng, lưu trữ bài hát khủng lên đến hơn 100.000 bài hát MTV, chất lượng hình ảnh Full HD 1080p, có khả năng tự động phích lỗi bài hát, đặc biệt có thiết kế vô cùng sang trọng, bắt mắt như màu vàng nhôm phay xước cao cấp. Một màn hình cảm ứng Kara 22 inch là chiếc màn hình cảm ứng thế hệ mới kết hợp bộ đôi hoàn hảo với đầu Kara M10 4TB. Màn hình này đang được ưa chuộng nhất hiện nay với thiết kế hiện đại có màn hình chống lóa, giao diện thân thiện, độ nhạy cao, chức năng tìm và chọn bài hát vô cùng nhanh và tiện lợi, rất phù hợp với dàn karaoke gia đình cao cấp hay dàn karaoke kinh doanh. Một main BS Audio T4.7 là cục đẩy công suất chuyên nghiệp đến từ thương hiệu BS Audio nổi tiếng, thiết kế 4 cân ngỏ ra, công suất cao cho chất âm mạnh mẽ nội lực, chất bass mềm mại và sâu hơn, không xảy ra hiện tượng rè vỡ tiếng khi tăng âm lượng. Đặc biệt đây là dòng main có hiệu suất làm việc tốt, độ bền cao và thiết kế mẫu mã khá là ấn tượng. Một main BS Audio T2.5 cũng là một dòng main của thương hiệu BS Audio, nhưng là dòng main 2 kênh chuyên biệt có công suất cao, chất lượng âm thanh được khuất đại chuẩn, âm thanh nội lực, nhất là dãy âm trầm, không xảy ra hiện tượng rè vỡ tiếng khi đánh ở công suất lớn, âm bass trầm ấm, âm chép mềm mại. Đây được đánh giá là dòng main hoạt động tốt trong không gian dưới 35m². Một mixer BS Audio K6000 Pro. Mixer Digital BS Audio K6000 Pro là dòng mixer cao cấp của hãng BS Audio sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản, vừa cho ra mắt vào giữa năm 2017. Với nhiều tính năng cải tiến mạnh mẽ, trang bị đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp, tích hợp nhiều hiệu ứng Echo River Delay, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời. Đặc biệt, chế độ chống hú và lọc âm cực kỳ chuyên nghiệp, loại bỏ hoàn toàn vấn đề hú rè. Một cặp loa laptop UV10. Loa karaoke cao cấp laptop UV10 sở hữu công suất tối đa lên đến 1000W với khả năng chơi nhạc công suất lớn, tái tạo âm thanh mạnh mẽ nội lực. Với hệ thống loa có cấu trúc 10 inch, 2 đường tiếng, giúp tái tạo âm bass trầm chuẩn mực, mic rõ ràng, chép trong trẻo. Hệ thống tản nhiệt hoàn hảo, làm mát liên tục, giúp loa không bị nóng hay mất ổn định, dù hoạt động liên tục mỗi ngày. Một cặp loa laptop UV12. Loa laptop UV12 là dòng loa thuộc phân khúc cao cấp, chuyên được lắp cho phòng hát karaoke chuyên nghiệp, ba phòng trà, chiếm được nhiều tình cảm của người tiêu dùng. Cho đến thời điểm này thì loa laptop UV12 là một trong những dòng loa đứng đầu trên thị trường về cả ngoại hình lẫn uy lực. Hai súp BF Audio S15 Pro đến từ thương hiệu nổi tiếng BF Audio. Súp BF Audio S15 Pro được cải thiện về chất lượng cùng tích hợp nhiều công nghệ vượt trội. Với công suất tối đa lên đến 1000W, súp BF Audio S15 Pro có khả năng phủ bass đều và dày khắp phòng rộng hơn 40m², cho âm bass sâu và chắc nịt, âm thanh sống động như thật. Một micro BS Audio Z11 là một dòng micro đến từ thương hiệu BS Audio. Micro Z11 có thiết kế đẹp mắt và chắc chắn, độ bền cao. Micro cho giọng ca ra loa có độ trong thanh rõ ràng, có khả năng chống hú rè lên đến 98%, hút âm nhạy, lọc tiếng ồn, tạp âm tốt. Đặc biệt, micro BS Audio Z11 có khả năng tự động ngắt khi không sử dụng, khi rơi rớt nhằm bảo vệ và tiết kiệm pin cho micro. Một micro cột LR hướng dương là chiếc micro đứng có dây với thiết kế tinh xảo, sang trọng với đầu micro tự do xoay 360 độ, mang lại chất âm tuyệt vời, tái tạo âm thanh chất lượng cao, đảm bảo độ sâu, tròn đầy. Điểm đặc biệt của chiếc micro này là mang đến cho người dùng cảm giác chuyên nghiệp, sang trọng, phiêu trên từng nốt nhạc. Wow, phải nói là thực sự choáng ngợp trước độ chịu chơi của vị đại gia này rồi. Và chắc chắn một điều là với hệ thống âm thanh như vậy thì sẽ cho ra âm thanh đỉnh của đỉnh rồi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Hãy comment ngay bên dưới video này nhé. Và nếu như quý vị muốn có một dàn karaoke phù hợp với gia đình mình trong dịp Tết đến xuân sang này thì hãy đến showroom của VDA để tận tai lắng nghe chất lượng âm nhạc thực tế cũng như là được VDA tư vấn cụ thể. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.